À mà kính chào bác. Hôm nay giới thiệu bác một cái mới xây thịt, gọi là hàng đấu giá full thùng luôn nha, mới 98%. Gồm có là xay thịt, là xay thịt là chính đó, bào rau củ, làm ruốc, làm chà bông. Đây, quay ở cận cảnh có thủy tinh nha. Hãng là của mấy cái mẫu này xài rất là bền quá. Quay cho mình coi nè, máy mới tinh nè, nhưng chưa xài. Cái trong đây là đựng mấy cái phụ kiện này nè, nó đựng như đây vậy nè, đó. Đó, điện áp là 100V nè, cái bát mới tinh này nha, mới 98-99%. Này dây điện luôn của nó nè, nó quay các cận cảnh cho mình nè, điện áp là 100V nha, đó, điện áp 100V, công suất của này là 100W, đó, gọi là rất là ok, mới tinh. Cái tấm điện này cho mình coi. Rồi cái là anh test thì một cái máy xay thịt của nội địa Nhật Bản nha, hàng còn full thùng luôn nè, như mô tả nó nè, trong hộp nó có hai cục xốp như đó các bác. Các bác thấy như thế nào thì nhận hàng như thế đấy, không thêm không bớt, thì giá cả thêm cũng công khai, mong là gần các bác mua quan hỷ được mà cả cảm ơn. Thì lưu ý với em nha, hàng Nhật là điện 100 hết. Mình xài 100 và 110, mình không xài được 1.2 và 2.2. Bây giờ mình xay kia nè, em xay cho các bác coi nha. Nhấn qua đây nè. Đó. Rất là im nha các bác. Nó có cho mình là cái này là để xài ba cái thứ này nè. Còn cái này là một cái mình để mình vét cái thịt mình xay đó. Còn cái này là để mình chà rửa đó. Nó cũng đơn giản thôi, xài thì mình cắm điện vô mình nhấn vào đây. Đó. Rồi mình thấy cái độ mà xay ưng ý của mình buông tay ra nó rất là kịp thời. Bây giờ mình không xay thịt, mình lấy ra cho em hướng dẫn các bác là bào rau củ. Bào củ là cái này nè, cái này là bào rau củ nha các bác. Thì các bác mở cái này ra cho em, mở cái này ra, mình đặt cái này vô đó, đặt như vậy rồi mình xay lại, xay cho nó chắc lại nha. Đó. Rồi, mình đặt vào kia. Mình xay nè kia. Cái này là để mình cái đầu mình ém xuống á, nhưng mà thí dụ mình xài rau củ mình khỏi ém. Đó, rất là ok nha các bác. Mình để ở đây nè, mình để cố định ở đây nè. Cái đầu này nè các bác. Cái đầu này có thấy nó có cái lỗ kia nhỏ đúng không, là nó sẽ là vô cái chốt này luôn. Em đặt cái bác coi nè, nè nó vô luôn nè, nó vô cái chốt này luôn nè, có thấy không, nó vô luôn nè, rất là ok ha. Xin lỗi các bác, có bác khách gọi vô luôn. Rồi bác ơi, này cái bác khách đó cũng quen, nhưng mà bác chốt hàng ấy, thì em đã bán rồi. Thì giờ hôm nay thật sự thì cũng gọi là cái chậm vía, gọi là cái tình thương của bác, đăng lên gì là bán hết cái đó. Có một số bác hỏi em 2 3 4 lần luôn, người ta hỏi bộ đăng lên chơi hay gì mà thấy hỏi nào cũng bán hết rồi. Hồi nhầm người nói bán thấy cái giá rẻ mà sao hỏi bán rồi hết rồi, làm như là đưa cái giá nó chơi nó dốc gì đặng câu khách hay gì, không có các bác. Bán được cái nào mừng thấy bà cái đó rồi, chứ để làm gì. Thì nếu các bác biết rồi đó, các bác các bạn Zalo đi, em bán cái nào là em đăng lên đã bán, thì cho những người người ta có thấy mình đã bán rồi người ta cũng đừng có hỏi, còn mà mình còn thì mình để cho người ta hỏi đó, rất là ok nha. Những đơn giản là mình giờ mình xài mấy cái này các bác, thì mình cũng thao tác là y chang vậy thôi, mình nhầm dặn ra cho em ship hàng là toàn quốc Nam Bắc Trung Nam gì em gửi hết, bán ngoài đảo luôn, ngoài đảo Quảng Ninh luôn, đảo Phú Quốc rồi em bán hết đó. Gà cho nhanh đúng khớp nha, nó cũng đơn giản thôi các bác. Được xài hàng Nhật thì nó ổn định lắm, ổn định nó gì nó bền bỉ, không phải như mấy thầy hàng Việt Nam xây tè le tới hồi cái nó hư hồi nào mình không hay. Còn hàng Nhật người ta xài rất là ổn định, điện áp 100 là nó cực kỳ ổn định nè, nó vô này các bác không, nó cái này nó vô này nè, mình xay cho em nè, mình buông ra đó,
Rồi bây giờ cho em bán cái giá cho mình đi. Hiện tại em đang bán cho mình cái giá là 1 triệu 300 ngàn đồng. Thì em bán đúng duy nhất một giá thôi nha. Giá thì không thay đổi. Thì mua hàng vô lòng cọc cho em 300, còn chuyển đủ là em bao ship. Thì lưu ý giúp em như thế này. Cọc là các bác trả tiền ship, còn chuyển khoản đủ là em bao ship, bảo hành cho mình 3 tháng sử dụng. Thì sau 3 tháng em bảo hỗ trợ kỹ thuật cho các bác, ví dụ hư hỏng này kia thì em cũng hỗ trợ cho các bác cái chỗ sửa, nơi sửa thì cứ gửi về cho em. Còn nếu các bác hỗ trợ là cho em được cái tiền sửa thì các bác hỗ trợ, còn không thì thôi. Nếu những bác khách quen thì có thể là sửa free luôn cũng được. Những bác khách mua hàng của em một lần thì mình phải hỗ trợ cho em, đúng không? Tại vì những bác khách cũ thì em đã có cái đồng lời rồi đó. Rồi em cảm ơn các bác nha. Thì hiện tại thì hàng các bác thấy như thế nào thì nhận như thế đó, không thêm không bớt, thì mua vô lòng cọc cho em nha. Còn không cọc là em không bán được, còn các bác mặc cả trả giá em cũng không bán được. Thì em nói tóm tắt lại là giá 1,3 triệu, cọc 300, chuyển đủ bao ship, bảo hành 3 tháng. Cảm ơn các bác, hẹn gặp lại. Chân thành cảm ơn.